Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp vẫn đang trong tình trạng cạn đơn hàng do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới. Để cải thiện tình hình, tìm kiếm đơn hàng mới từ đối tác, các doanh nghiệp đã chủ động thay đổi phương thức tiếp cận, nhắm đến thị trường mới. Tuy nhiên, tình hình vẫn không cải thiện nhiều. Doanh nghiệp thiếu đơn hàng, sản xuất đình trệ, công nhân bị mất việc, nhiều người đã phải miễn cưỡng ký đơn tự nguyện nghỉ việc, dù công việc đã gắn bó từ thuở đôi mươi. Theo thông tin từ báo Dân Trí, rời vùng quê nghèo ở Tuyên Quang xuống Hà Nội tìm việc khi mới 20 tuổi. Đến nay, chị Nguyễn Thị Tình đã có thâm niên 15 năm làm công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 15 năm, chị gắn bó với một công ty sản xuất kính mắt trong khu công nghiệp. Lúc mới chập chững vào nghề, chị nhận mức lương khoảng gần 1 triệu đồng trên một tháng. Đến nay, chị hưởng lương cơ bản 6,7 triệu đồng. Phải tăng ca đều, nữ công nhân mới đạt doanh thu lên đến 8 con số. Hai vợ chồng chị làm cùng một công ty. Khi hai con tuổi ăn học, nữ công nhân này chỉ làm việc trong giờ hành chính để có thời gian đưa đón, chăm sóc bọn trẻ, việc cày thêm của chồng. Thời hoàng kim của công ty, thu nhập của hai vợ chồng công nhân cũng đủ rủng rỉnh tiền bạc. Sau nhiều năm nỗ lực, tiết kiệm, anh chị cũng để dành được một khoản tiền. Năm 2014, đã mua được mảnh đất 50m2, cất nhà tại khu vực huyện Đông Anh. Tính ra, khoản tiền để mua đất, làm nhà cùng tới hơn 700 triệu đồng. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, đơn hàng của công ty liên tục giảm. Hiện mỗi tuần chị chỉ làm 3 buổi. Một tháng lương gần nhất chị nhận về mức 5,6 triệu đồng trên một tháng, đúng bằng số tiền đóng học cho hai con. Chị Tình lo lắng: "Thú thật, tôi chưa từng nghĩ đến một ngày phải nghỉ việc ở công ty. Với người công nhân, nhà xưởng gắn bó lắm, thời gian ở công ty còn hơn nhà mình. Khi công ty vận động người lao động ký vào danh sách tự nguyện thôi việc, chị Tình cũng cân nhắc rất nhiều. Song tình hình công ty không có việc như hiện nay cũng khó có thể dùi gắn, tiếp tục gắn bó. Ký danh sách xong, chị vẫn nghĩ mọi thứ sẽ lắng xuống. Ai dè chỉ 2 ngày sau, ngày 17 tháng 7, nữ công nhân đã có thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, không cần phải quay lại nhà máy làm việc. Nhóm công nhân chúng tôi ai cũng phải nâng lên, đặt xuống, suy nghĩ nhiều ngày mới quyết định ký vào bản tự nguyện nghỉ việc. Bởi thực sự, chúng tôi đã gắn bó với công ty quá lâu. Song tình hình khó khăn này, người lao động cũng không còn cách nào khác." Nữ công nhân rơm rớm nước mắt. Hụt hẫng, tiếc nuối, xâm lấn tâm trí chị còn hoang mang vì gần 40 tuổi rồi, giờ lại tiếp tục hành trình chuẩn bị hồ sơ xin việc. Không tiếp tục ở nhà lâu hơn được, đói mất, chị nghỉ. Số tiền trợ cấp nghỉ việc được công ty hỗ trợ gần 70 triệu đồng, chị vẫn dành dùm để trong tài khoản, không rút ra đồng nào. Chị dự định dùng số tiền đó để duy trì việc đóng bảo hiểm xã hội và đóng học cho con khi năm học mới sắp tới. Hai tuần sau nghỉ việc, chị Tình vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Nhiều công ty trong khu công nghiệp chỉ tuyển công nhân từ 18 đến 35 tuổi. Tôi lo lắng lắm, lỡ không tìm được việc, chị Tình chia sẻ. Thông tin từ báo Dân Trí, doanh nghiệp không có đơn hàng khiến công nhân ở Bình Dương mất việc. Nhiều người đã trả phòng trọ để về quê. Những vai trò ở thủ phủ công nghiệp giờ đây im ỉm đóng, vắng bóng người. Đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn đang trong tình trạng cạn đơn hàng do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới. Theo một số công nhân sống tại cư xá Hưng Lợi 1, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, Bình Dương, trước đây, cư xá luôn trong cảnh đông đúc, nhộn nhịp. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các doanh nghiệp đều đã giảm từ 200 đến 300 ngàn đồng trên một tháng. Dù vậy, gần năm nay, khi doanh nghiệp không có đơn hàng, công nhân mất việc, những dãy phòng trọ trống rất nhiều. Tình trạng phòng trọ không có người thuê không chỉ xảy ra ở thành phố Tân Uyên, mà tại thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An cũng tương tự. Các dãy nhà trọ đã trống phòng quá nửa. Nữ công nhân 46 tuổi, quê An Giang, làm ở công ty gỗ đã 7 năm. Thời gian qua, đã cố chống đỡ vì ít việc, thu nhập giảm mạnh. Mới đây, chị đã xin nghỉ việc do lương không đủ ăn. Hiện chị làm lao công, dọn dẹp ở cư xá Hưng Lợi 1 để kiếm sống qua ngày. Chị Trương Thị Hân, 35 tuổi, quê An Giang, đang trong tình trạng thất nghiệp, ngồi buồn trước phòng trọ. Trước đây ở Tân Uyên, nhiều việc làm lắm, đi tìm việc rất dễ. Nhưng khoảng một năm nay, ít việc làm, tìm việc làm mới rất khó khăn.
Tôi thất nghiệp nhiều tháng nay, chưa tìm được việc làm mới. May mà chồng còn đi làm có thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng. Cả gia đình 4 người sống nhờ vào phần thu nhập này. Chị Hân chia sẻ. Chị Đào cũng là một trong những lao động chưa tìm thấy được việc làm. Những tháng gần đây, đi tìm việc làm ở nhiều nơi nhưng chưa được. Hiện cả gia đình chị Đào cũng đang sống tằn tiện bằng phần lương ít ỏi của chồng. Những lao động tự do đã sống vất vả. Bà Thị Nhu, gần 60 tuổi, vừa đi nhặt ve chai, vừa làm phụ việc cho một người dân. Mỗi tháng chỉ có thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng. Số tiền này, bà Nhu phải trang trải chi tiêu, ăn ở cho ba bà cháu. Dù khó khăn, nhưng vẫn cố gắng bám trụ lại ở Bình Dương, vì về quê không có ruộng, cũng không có việc làm. Bà Kim Thị Sang, 48 tuổi, quê Trà Vinh. Ở quê không có việc làm, không có thu nhập, lên Bình Dương tìm việc gần 10 ngày nay, nhưng vẫn chưa được. Tiền mang theo đã tiêu hết, bà Sang đang phải ở nhờ người quen và chờ tìm việc. Mong mỏi lớn nhất của bà Sang cùng những người lao động ở đây là các công ty có nhiều đơn hàng tuyển dụng lao động trở lại để họ tìm được việc làm, có thu nhập trang trải cuộc sống. Thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp giảm, dừng sản xuất, chỉ tiêu kinh tế tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương sụt giảm. Trong 6 tháng qua, tổng sản phẩm GDP Bình Dương chỉ tăng 3,76%, giảm gần một nửa so với cùng kỳ 2022, đạt 6,86%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 18%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 10,78 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,7% so với cùng kỳ. May mắn hơn nhiều công nhân khác, con trai bà Nguyễn Ngọc Điệp, 67 tuổi quê An Giang, vẫn còn làm việc công nhân bảo trì nhưng cũng chỉ làm việc 5 ngày trên một tuần nên thu nhập bị giảm. Để hỗ trợ con, bà Điệp phơi cơm khô bán kiếm thêm, phụ giúp tiền ăn. Quản lý cư xá Hưng Lợi 1 cho biết các chủ trọ đều đã chủ động giảm tiền phòng nhưng vẫn không ngăn được làn sóng trả phòng. Cư xá có 600 phòng trọ, nay hơn một nửa bỏ trống. Dãy trọ lớn nhất nhì Bình Dương vắng bóng người thuê từ nhiều tháng nay. Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết Sở và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Dương đang nghiên cứu các giải pháp tìm kiếm đơn hàng cho doanh nghiệp. Địa phương cũng đã tăng cường tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường ra Nam Mỹ, Ấn Độ, Trung Đông. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu trên các sàn giao dịch điện tử, tổ chức kết nối cung cầu, tìm đơn hàng trong nước. Chiều ngày 3 tháng 8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố, Bảo hiểm Xã hội Thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết quy chế phối hợp trong vấn đề lao động, việc làm. Thông tin từ báo Dân trí. Tại lễ ký kết, ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, thành phố ghi nhận 91.968 trường hợp nghỉ việc và đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong số gần 92.000 lao động mất việc trên, lĩnh vực cắt giảm nhiều lao động thuộc hoạt động thương mại dịch vụ 26.454 người, công nghiệp chế biến, chế tạo 23.969 người, xây dựng 1.854 người, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 1.266 người. Có 17.752 lao động mất việc trên 40 tuổi, chiếm 30%. Số lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ lệ cao 52,41%, 30.923 người. Trong các doanh nghiệp có người lao động nghỉ việc, thành phố ghi nhận có 29 doanh nghiệp có số lượng giảm lao động trên 500 người dựa trên số liệu doanh nghiệp báo cáo giảm tham gia bảo hiểm xã hội. Số lao động giảm là 38.462 người. Trước tình hình đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tập trung dịch vụ việc làm thành phố đã tổ chức 59 phiên sàn giao dịch việc làm trực tuyến tư vấn việc làm cho gần 70.000 lượt người và có hơn 43.000 người nhận việc. Theo ông Lê Văn Thinh, trước tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế suy giảm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, công ăn việc làm của người lao động. Để thúc đẩy ổn định tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố, nhiều giải pháp đã được tích cực triển khai và phát huy hiệu quả. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.